Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phép và quý anh chị. Ngày Chủ nhật 12 tháng 5 2024 là lễ Chúa Thăng Thiên và bên một số nước phương Tây thì đã mừng lễ này vào ngày thứ năm mùng 9 tháng 5. Con xin chia sẻ một bài giảng trích từ trong trang mạng Patriarca Latin de Jerusalem. Solennité de l'Ascension du Seigneur. Solennité là lễ trọng, l'Ascension là lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng mừng Chúa Thăng Thiên. Và trang mạng Patriarca Latin de Jerusalem là một trang mạng khá mới mẻ và con cũng đã cẩn thận con tìm hiểu Patriarca Latin de Jerusalem là một giáo hội công giáo và lãnh thổ của giáo hội này gồm có đảo Síp, nước Jordani, nước Israel và đất nước Palestine. Và đây là chúng ta có thể dịch là Patriarca, Patriarch cho là thượng phụ giáo chủ, Patriarca là một tòa thượng phụ giáo chủ gồm có 6 tòa phó và phụ trách các cái lĩnh vực hoạt động để nâng đỡ các cái cộng đoàn tín hữu ở trong các quốc gia này. Và từ mùng 6 tháng 11 năm 2020 thì Đức Giám mục Pierre Battista Pizzaballa hiện nay là thượng phụ giáo chủ của Jerusalem. Và bài giảng này là của tác giả chính Đức cha Pierre Battista Pizzaballa. Les passages de l'Évangile qui nous ont accompagnés au cours de ce temps pascal nous ont répété que Jésus est venu apporter la vie en abondance, nous donner la vraie paix, nous laisser sa joie. Passage là những đoạn phúc âm mà đã đi cùng với chúng ta trong suốt thời gian phục sinh này đã lặp đi lặp lại cho chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến mang lại sự sống dồi dào, đã mang lại cho chúng ta sự bình an đích thực và đã để lại cho chúng ta một niềm vui. Mais où trouver tout cela? Comment cette promesse s'accomplit-elle? Nhưng tất cả những cái chuyện trên, tất cả những chuyện trên là sự sống dồi dào, sự bình an đích thực, rồi niềm vui, tất cả những cái đó chúng ta tìm thấy ở chỗ nào? Làm thế nào mà lời hứa này được thực hiện? Động từ s'accomplir đây ở dạng động từ phản thân mang cái nghĩa là thụ động. Lời hứa này sẽ được thực hiện như thế nào? Le passage de l'évangile d'aujourd'hui nous fait assister à un grand paradoxe. Paradoxe là một nghịch lý. Đoạn phúc âm của ngày hôm nay, trích từ phúc âm theo Thánh Marco chương 16, câu 15 tới câu 20, đã làm cho chúng ta thấy được một cái nghịch lý lớn lao. D'une part, một mặt thì, l'épisode raconte le retour de Jésus auprès du Père. Trình thuật trong phúc âm của Thánh Marco này kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu trở về bên cạnh Chúa Cha. Chúng ta hãy coi câu 19. Nous lisons que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite du Père. Ở trong câu 19 của phúc âm Thánh Marco chương 15 thì nói là nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha. Đó là một mặt thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu trở về Chúa Cha. Jésus a accompli sa mission, celle pour laquelle le Père l'a envoyé dans le monde. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ vụ của Ngài, sứ vụ mà trong đó Chúa Cha đã gửi Ngài xuống trần gian này. Il a donné sa vie pour ses amis afin que chacun puisse retrouver l'espérance dans une relation d'amour et de confiance avec le Dieu de la vie. Ngài đã hiến sự sống của mình cho bạn hữu để cho mỗi người có thể tìm thấy niềm hy vọng ở trong mối tương quan tình yêu và mối tương quan tin tưởng với Thiên Chúa của sự sống. Ở đây chúng ta thấy có Afanker nói đến một cái mục đích và sau Afanker thì động từ phải ở Subjunctive để cho mỗi người có thể, đây là Subjunctive, có thể tìm thấy niềm hy vọng ở trong mối tương quan tình yêu và tin tưởng với Thiên Chúa. Một mặt là như vậy, một mặt khác, d'autre part, ở trên là một mặt Chúa Giêsu đã trở về Chúa Cha, một mặt khác, nous assistons à une intensification radicale de la présence de Jésus parmi les siens. Một mặt thì Chúa Giêsu được đưa lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Nhưng mà một mặt khác, chúng ta lại thấy có một sự tăng cường căn bản về sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong những người thân của Chúa. Lê Siêng đây là những người môn đệ, những người dân của Chúa. Một mặt Chúa Giêsu đi lên trên trời, một mặt Chúa Giêsu lại hiện diện một cách tích cực ở trong môn đệ của Ngài. Il agit en effet par avec eux
et confirme sa parole grâce au miracle accompli par ses disciples. Donc từ agir là hành động. Thật thế, Chúa Giêsu đang hành động với họ. Họ đây là những người thân của Chúa và Ngài khẳng định lời của Ngài nhờ vào những phép lạ mà các môn đệ thực hiện. Rồi chúng ta hãy coi câu 20. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa ở cùng hoạt động với các ông và nhưng dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời của các ông rao giảng. Và chúng ta thấy là dunpa, một mặt thì Chúa lên trời, dotpa, Chúa lại hiện diện một cách tích cực hơn bởi vì Ngài hành động ngang qua các phép lạ của các tông đồ. Il ne s'agit pas seulement d'une intensification, mais aussi d'un élargissement total des frontières. Ở chúng ta coi ở bên trên, il agit, động từ agir là hành động. Ở dưới, il ne s'agit pas de. Il s'agit de là tương đương như động từ être, không còn mang cái nghĩa như động từ hành động nữa. Và đây là động từ vô nhân xưng, chúng ta chỉ dùng ở ngôi thứ ba số ít. Il s'agit de, đó là, và đây phủ định. Đây không phải chỉ là một sự tăng cường hiện diện, mà còn là, chúng ta lại thấy có dưới từ đờ nữa này, mà đây là một sự mở rộng các biên giới. Par deux fois est souligné l'universalité du message chrétien destiné au monde entier et à toutes les créatures. Và đã hai lần cái tính phổ cập của sứ điệp của người Công giáo dành cho toàn thế giới và cho tất cả mọi thuộc tạo đã được nhấn mạnh ở câu 15 của chương 16. Câu 16 nói như sau: Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Et les disciples lorsqu'ils partent prêchent partout. Và câu 20, các môn đệ đã đi rao giảng khắp nơi có Chúa ở cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Le Seigneur s'en va, mais il reste aussi. Chúa Giêsu đã ra đi, nhưng Ngài cũng đang ở lại. Il part, mais son départ n'a pas pour résultat de nous rester sans lui. Résultat là kết quả. Ngài ra đi, nhưng sự ra đi của Ngài không có kết quả là Ngài để lại cho chúng ta thiếu vắng người. Au contraire, ngược lại. C'est son ascension au ciel qui lui permet d'habiter partout sur terre. Chúng ta thấy có cách hành văn là xe, đi với kỳ, và để nhấn mạnh chính việc Chúa Giêsu lên trời đã cho phép Ngài cư ngụ ở với chúng ta trên mặt đất ở khắp nơi. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Dưới từ đây đi là đi với động từ permettre. Ngược lại, chính sự thăng thiên lên trời của Ngài đã làm cho Ngài có thể cư ngụ với chúng ta ở khắp nơi trên trái đất. Comment cela se passe-t-il? Và chuyện đó xảy ra như thế nào? Grâce à ses disciples, ngang qua các đồ đệ của người. Le Seigneur retourne au Père, mais seulement après leur avoir donné la tâche et la possibilité d'apporter partout le don de Dieu pour l'homme, pour tout homme. Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, nhưng mà chỉ sau khi đã ban cho các đồ đệ của người cái khả năng có thể mang ân sủng của Chúa tới tất cả mọi nơi với tất cả mọi người. Le Seigneur quitte la terre et les disciples partent pour porter sa présence partout. Chúa Giêsu đã rời khỏi trái đất này, nhưng các đồ đệ của người lại ra đi mang cái sự hiện diện của người tới khắp mọi nơi. Tel est le grand mandat des disciples du Seigneur. Mandat là một cái giấy để ủy nhiệm của ai làm việc gì đó, hoặc là một cái nhiệm kỳ cũng được. Đây là, chúng ta tạm dịch ở đây là sứ vụ. Đây là sứ vụ lớn lao của các môn đệ của Thiên Chúa. Nous pouvons souligner trois éléments. Chúng ta có thể nhấn mạnh ba yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất, le premier, c'est que les disciples sont appelés à aimer le monde, à aimer la terre, les hommes, la vie. Donc, appeler quelqu'un à faire quelque chose. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần lưu ý đó là các đồ đệ được mời gọi phải yêu thương thế gian, phải yêu thương trái đất này, những con người và những sự sống trên trái đất này. Ils sont appelés à avoir une véritable passion pour les hommes, un grand désir que tous soient sauvés. Chúng ta lại gặp động từ appeler đi với giới từ à. Họ cũng được kêu gọi phải có một cái sự đam mê đích thực với mọi người và có một cái ước mong lớn lao là làm sao cho tất cả mọi người được cứu cứu rỗi.
comme Dieu a aimé le monde, ils sont appelés à faire de même. Chúng ta gặp dưới từ à nữa, cũng giống như là Chúa Giêsu đã yêu thương thế gian, các môn đệ cũng được mời gọi phải làm như vậy. Leur relation avec Dieu ne les enferme pas dans un espace intime et privé. Cái mối tương quan của họ, tức là của các đồ đệ với Thiên Chúa, không nhốt họ, không đóng khung họ trong một không gian thân mật và riêng tư, mais au contraire, như ngược lại, ouvre largement leur vie à l'autre, mở ra cuộc sống của họ một cách rộng rãi với tất cả những người khác. Il n'y a pas de disciple du Seigneur qui ne soit pas marqué par l'amour du monde. Không có đồ đệ nào của Chúa Giêsu mà không có mà mang dấu ấn của tình yêu đối với thế gian. Chúng ta vừa nói điều cần chú trọng thứ nhất, và bây giờ là yếu tố thứ hai. Le deuxième accent concerne les signes qui accompagnent la mission des disciples dans le monde. Điều thứ hai chúng ta cần để ý đó là các cái dấu lạ đã đi kèm theo sứ vụ của các môn đệ ở trên khắp thế giới. Si nous sommes attentifs, nous voyons que ce sont tous des signes, ce sont tous, chúng ta phải phát âm chỗ này là tous bởi vì đây là một đại từ. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta có thể nhận thấy rằng tất cả đều là những dấu chỉ nói về sự chiến thắng trên sự chết. La poison ne le fera pas de mal, thuốc độc, và để chúng ta để ý có một S là thuốc độc, hai S là con cá, thuốc độc không làm cho họ hề hấn gì. Les serpents ne le feront pas mourir, các loài rắn rết không làm cho họ phải chết. Les démons n'auront pas de pouvoir sur eux, và quỷ thần không có quyền hành gì trên họ. Họ đây là các môn đệ. La mission des disciples dans le monde est d'enlever à la mort son pouvoir, d'arracher à la mort la capacité de tenir les hommes en captivité. Và để chúng ta để ý tới cái cách hành văn, enlever, enlever quelque chose à quelqu'un, cũng giống như là voler quelque chose à quelqu'un. Và chúng ta thấy là đây là đối tượng trực tiếp mà, lấy cái gì đi của ai, và chúng ta dùng dưới từ à. Đối tượng trực tiếp của việc lấy đi là cái gì này? Các sứ vụ của các đồ đệ trong thế giới này là lấy đi cái này, lấy đi cái quyền năng khỏi sự chết. Lấy của ai cái gì thì lấy cái quyền năng của sự chết lấy đi. Và arashe là lối, lột bỏ cái khả năng cầm giữ con người trong cái tình trạng tù tội của sự chết. Để chúng ta lại nhắc lại, voler quelque chose à quelqu'un, enlever quelque chose à quelqu'un, tức là lấy cái gì của ai, ăn cắp cái gì của ai, thì sứ vụ của các môn đệ ở trong thế giới này đó là lấy đi quyền năng của sự chết. Chúng ta dịch chỗ này tạm gọi là dịch của sự chết, rồi lấy đi khỏi cái khả năng cầm giữ con người trong tù tội của sự chết. Chúng ta cũng có dưới từ à ở đây nữa. Là où la mort cherche à prendre la vie, à éteindre la joie, à étouffer la paix, les disciples ont un antidote puissant. Ở cái nơi nào mà, là où, ở nơi nào mà sự chết tìm cách lấy đi sự sống, tìm cách, cherche à là tìm cách, cherche à, tìm cách lấy đi sự sống, tìm cách dập tắt cái niềm vui, và tìm cách bóp nghẹt cái nền hòa bình. Thì ở nơi đó, là u, thì ở nơi đó các môn đệ sẽ có một cái antidote, là cái thuốc giải độc rất là hữu hiệu, đó là leur amour pour le monde, đó là tình yêu của các đồ đệ đối với thế gian. Tel sera le nouveau langage que les disciples pourront parler, que tous pourront comprendre, celui de l'amour qui vainc la mort. Ở đây chúng ta cũng phát âm là tous bởi vì đây là một đại từ. Đó là ngôn ngữ mới của các đồ đệ, một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu, ngôn ngữ tình yêu đã chiến thắng sự chết. Và bây giờ chúng ta nói về yếu tố thứ ba mà chúng ta cần phải để ý. Le troisième élément est le suivant. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần để ý đó là cái yếu tố sau đây. D'où les disciples tirent-ils la force de lutter contre la mort? Động từ lutter đi với giới từ contre, chiến đấu chống lại cái gì? Lutter contre. Và đây chúng ta thấy là động từ tirer là rút ra từ chỗ nào? Các môn đệ lấy được cái sức mạnh để chiến đấu chống lại sự chết lấy từ đâu?
Jésus le précise dès le début, lorsqu'il dit que ces signes accompagneront ceux qui croient. Ngay từ đầu khi Chúa Giêsu nói rằng các dấu lạ này sẽ đi kèm theo với họ, đi kèm theo tất cả những kẻ tin, và Chúa Giêsu đã nói rõ như thế này: "E ce n'est qu'en son nom qu'ils pourront accomplir de telles actes." Ce n'est qu'en son nom que, chữ sơ này, xe này đi với cờ, đó là cách để nhấn mạnh. Và nơ cờ này là chỉ trong chính bằng danh của người mà các môn đệ sẽ có thể thực hiện các cái hành động này. Chúng ta nói lại, nơ cờ này là chỉ này, và xe cờ này là để nhấn mạnh này, chính chỉ trong tên của người, chính chỉ bằng danh của Chúa mà các môn đệ sẽ có thể thực hiện các cái hành động này. La force vient de la foi et seulement de la foi. Sức mạnh của các môn đệ đến từ đức tin và chỉ đến từ đức tin mà thôi. Le combat ne sera donc pas facile, car la mort ne quittera pas facilement le terrain. Cuộc chiến đấu này như vậy sẽ không dễ dàng chút nào, bởi vì sự chết sẽ không dễ dàng từ bỏ cái đất của họ. Quitterai le terrain. Mais ceux qui ont la foi dans le Seigneur expérimenteront même qu'ils n'abandonnent pas les siens. Nhưng mà những người nào có niềm tin nơi Thiên Chúa thì sẽ trải nghiệm rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ những người của người. Bien au contraire, nhưng mà ngược lại. Il leur donne la sa propre victoire, sa propre vie nouvelle et éternelle. Nhưng mà in đây là Chúa, nhưng mà Chúa sẽ ban cho họ chính sự chiến thắng của người. Prop này là chính, bởi vì nó đi trước một danh từ. Chính chiến thắng của người, chính sự sống của người, một sự sống mới và một sự sống vĩnh cửu. Revenons donc aux questions initiales. Và bây giờ chúng ta lại trở về những câu hỏi ban đầu. Où l'Église fait-elle l'expérience de la vie abondante, de la joie, de la paix, du ressuscité? Chúng ta thấy ba danh từ này xuất hiện ở đầu bài đó. Sự sống dồi dào, niềm vui và sự an bình của Chúa Phục sinh. Thì Hội Thánh đã trải nghiệm những điều này ở chỗ nào? Nous pourrions répondre ainsi. Chúng ta sẽ có thể trả lời như sau. Notre joie est pleine quand le don de Dieu pour notre vie ne s'arrête pas à nous, mais à travers nous atteint nos frères et nos sœurs. Chúng ta có thể trả lời như sau. Niềm vui của chúng ta sẽ tràn đầy khi ân sủng của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta không dừng lại nơi chúng ta, mà ngang qua chúng ta sẽ đến với anh chị em. Si nous gardons pour nous le don de Dieu, il s'arrête à nous et se perd. Nếu chúng ta giữ cho mình ân sủng của Thiên Chúa, thì ân sủng đó sẽ dừng lại nơi mình và sẽ hư mất. Mais si nous nous enflammons pour la de la passion de Dieu pour le monde, alors nous expérimentons pour la première fois dans notre vie que la mort est vaincue, parce que le don de Dieu nous comble, à condition que nous sachions de partager avec tous. Đấy, chúng ta lại gặp đại từ nữa và chúng ta phát âm là tous. Chỗ này phát âm là tous. Ở đây chúng ta có động từ s'enflammer. Enflammer là đốt cho cháy, nhưng mà s'enflammer không phải đốt cháy mà làm với một sự nhiệt tâm, nhiệt huyết. Nếu chúng ta đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa trong thế gian này thì chúng ta sẽ trải nghiệm rằng trong cuộc sống của chúng ta sự chết đã bị đánh bại, bởi vì ân sủng của Thiên Chúa đã làm tràn đầy với chúng ta, lấp đầy cuộc sống của chúng ta, à condition que, với điều kiện là nous sachions le partager avec tous, với điều kiện là chúng ta biết san sẻ ân sủng đó với tất cả mọi người. Và sau đây con xin phép được đọc lại toàn bài giảng để dịch qua tiếng Việt. Lễ Thăng Thiên, các đoạn tin mừng mà chúng ta gặp trong suốt mùa phục sinh đều nhắc đi nhắc lại cho chúng ta rằng Chúa Giêsu đến mang sự sống dồi dào, mang bình an và niềm vui cho chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy tất cả những điều đó ở đâu và lời hứa đó được thực hiện như thế nào? Đoạn tin mừng của ngày hôm nay theo phúc âm của Thánh Marco chương 16 câu 15 tới câu 20 đưa chúng ta đi vào một nghịch lý lớn lao. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ vụ của người. Chúa Cha đã sai người đến trần gian để trao ban sự sống cho bạn bè của người, để mỗi người có thể tìm thấy niềm hy vọng trong một mối tương quan, tình yêu và tin tưởng với Thiên Chúa của sự sống.
Một mặt chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa các môn đệ để được tăng cường một cách triệt để. Thật vậy, Chúa đã hành động với họ và xác nhận lời người nhờ vào các phép lạ của các môn đệ. Đây không đơn giản chỉ là một sự tăng cường mà còn là một sự mở rộng biên giới hoàn toàn, tính phổ cập của sứ điệp công giáo dành cho toàn thế giới và cho mọi thụ tạo đã hai lần được nhấn mạnh. Và rồi các môn đệ đã ra đi rao giảng khắp nơi. Chúa ra đi nhưng người cũng đang ở lại. Người ra đi nhưng kết quả của sự ra đi ấy không phải là để chúng ta sống thiếu người. Ngược lại, chính sự thăng thiên của người đã làm cho người có thể ở với chúng ta mọi nơi mọi chốn. Việc đó sẽ diễn ra như thế nào? Sẽ diễn ra nhờ các môn đệ của người. Chúa Giêsu trở về Chúa Cha nhưng chỉ sau khi đã ban cho các môn đệ của mình khả năng mang ân sủng của Thiên Chúa đi khắp nơi cho hết mọi người. Chúa Giêsu đã rời trái đất này và các môn đệ sẽ ra đi mang sự hiện diện của người đến mọi nơi. Đó chính là sứ vụ lớn lao của các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nhấn mạnh ba yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất, đó là các môn đệ được mời gọi yêu mến thế gian, yêu thương trái đất, con người và sự sống trên trái đất này. Các môn đệ được mời gọi phải có lòng yêu thương tột cùng với con người, phải có một ước ao làm cho mọi người được cứu rỗi. Giống như Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, các môn đệ cũng được mời gọi hãy làm như vậy. Mối tương quan của các môn đệ với Thiên Chúa không đóng khung họ trong một không gian thân mật và riêng tư, nhưng ngược lại phải mở ra với tha nhân. Không có một môn đệ nào của Chúa Giêsu mà không có trong mình lòng yêu thương thế gian. Yếu tố thứ hai liên quan đến những dấu chỉ trong suốt sứ vụ của các môn đệ trên trần gian này. Nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các dấu chỉ này đều là những dấu chỉ nói về sự chiến thắng, sự chết. Thuốc độc không làm hại được họ, rắn rết không làm cho họ chết, quỷ ma cũng không có quyền hành gì trên họ. Sứ vụ của họ là lấy đi quyền năng của sự chết, là tước bỏ khả năng của sự chết muốn cầm giữ con người. Nơi nào sự chết tìm cách tước đoạt sự sống, dập tắt niềm vui và sự an bình thì nơi đó các môn đệ sẽ mang đến một giải pháp mạnh mẽ, đó là tình yêu của họ đối với thế gian. Đó chính là tiếng nói mới của các môn đệ mà mọi người đều có thể hiểu. Đó là ngôn ngữ của tình yêu chiến thắng sự chết. Yếu tố thứ ba, đó là bởi từ đâu mà các môn đệ có được sức mạnh để chiến đấu chống lại sự chết. Ngay từ đầu, khi nói rằng những dấu chỉ này sẽ đến với những kẻ tin, thì Chúa Giêsu đã khẳng định rằng các môn đệ chỉ có thể thực hiện các công việc đó bằng danh của người. Sức mạnh đến từ đức tin và chỉ từ đức tin. Cuộc chiến đấu này sẽ không dễ dàng bởi vì sự chết không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nhưng những ai tin nơi Thiên Chúa thì sẽ có kinh nghiệm là Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, mà ngược lại, người sẽ ban cho dân ấy sự chiến thắng và sự sống mới và vĩnh cửu của chính người. Vậy thì chúng ta hãy trở về những câu hỏi ban đầu. Hội thánh trải nghiệm sự sống dồi dào, niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh ở nơi nào? Chúng ta có thể trả lời như sau. Niềm vui của chúng ta sẽ tràn đầy khi ân sủng của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta không chỉ dừng lại nơi chúng ta, nhưng ngang qua chúng ta sẽ đến với anh chị em của mình. Nếu chúng ta giữ ân sủng Thiên Chúa cho chính mình, thì ân sủng đó sẽ ngưng lại và sẽ hư mất. Nhưng nếu chúng ta có đầy lòng nhiệt huyết của Thiên Chúa dành cho thế gian này, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự chết bị đánh bại trong cuộc đời mình bởi vì ân sủng của Thiên Chúa ngập tràn đời chúng ta với điều kiện là chúng ta biết chia sẻ với mọi người. Con xin cảm ơn và con xin kính chào tất cả quý cha, quý sơ, quý phe và quý anh chị.